Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, Editor Loader và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Video recap sẽ bám sát nhất với manga để tránh dài dòng lan man. Thế nên để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim, đọc truyện và tự cảm nhận. Hoặc nếu muốn sống lại tuổi thơ cùng chúng tôi thì hãy xem cái này cũng được. Để dễ theo dõi mạch recap thì các bạn hãy xem các video theo thứ tự có trên màn hình. Trước khi tiếp tục với hành trình của băng mũ rơm, chúng ta cùng phân tích lực lượng kẻ địch mà Lù cùng đồng đội sắp phải va xem sao. Đầu tiên phải kể đến chủ tịch hội đồng quản trị, Sir Crocodile, bí danh Mr. Zero. Hiện tại tên này đang nằm trong nhóm Thất Vũ Hải, một tổ chức hải tặc đã bước khỏi ranh giới underground để làm việc cho chính phủ. Không chỉ sở hữu sức mạnh bá đạo, Crocodile còn rất được lòng dân. Đây có thể là rào cản để Vivi vạch trần bộ mặt của hắn. Kế đến là hệ thống 13 cặp tay sai đắc lực, bí danh được đánh số từ 1 đến 13. Với các cặp từ 5 đến 1 là những kẻ nhận lệnh trực tiếp từ Crocodile. Trong đó đã có hai cặp đã bị băng mũ rơm đánh bại là Thầy Ba và Nhóc Tuần Vàng tại Little Garden, Khứa Năm và Ả Va Lung Tung tại Whiskey Peak. Những cặp từ 6 đến 12 đóng vai trò làm công và tăng tiền quỹ. Ngoài ra còn có cặp đôi xui xẻo, chúng đóng vai trò truyền lệnh của Crocodile xuống cấp dưới, nhưng đã bị Sanji đánh bại tại Little Garden. Dưới nữa là hệ thống những tên lính lác cấp thấp, số lượng cũng phải lên đến 2.000 tên. Với lực lượng kẻ địch hùng hậu cỡ vậy, băng mũ rơm phải làm gì để chiến thắng đây? Bí ẩn sẽ được bật mí ngay sau đây. Hoặc là chưa, bởi băng mũ rơm cụ thể là Sanji đang điều tra vụ cướp táo tợn. Này, nhìn vào đôi lông mày xoắn của tôi mà trả lời, cậu đã là thủ phạm ăn hết thức ăn đúng không? Không, tôi một đời liêm khiết mà. Nhìn đôi mắt này đi, tôi không hề thấy sự giả dối. Anh em mà lỡ nghi ngờ lẫn nhau, Sanji tệ. Thấy cách này không hiệu quả, Sạn đổi chiêu. Ơ, có cái miếng gì trên răng cậu kìa? Ơ kìa, rõ ràng là tôi lau kỹ lắm rồi mà. Rồi liếm dữ chưa? Này thì ăn vụng này, lần sau chừa nhá. Đấy, cứ ngoan như đồng bọn có phải hơn không? Ôi trời ơi, này thì ăn vụng không biết chửi mép này. Học gì không học, học theo thằng Lù trộm cướp. Để đền bù thiệt hại gây ra, đúng hơn là kiếm đồ ăn chống đói, Lù và Usopp lập hội đi câu với mồi là con quạc quạc, bằng một niềm tin to bự rằng sẽ kiếm được ít thì cộng một con cá mập, mà nhiều thì xin một con hải vương. Ông trời không phụ người có lòng, sau khi băng qua một lớp xương hơi nước, cặp hề đã câu được một con vịt thành tinh. Thấy sinh vật kỳ quặc mà không biết bơi, họ quyết định đưa lên xem thế nào thì phát hiện hóa ra sinh vật này giao diện là vịt cỏ, nhưng chạy hệ điều hành vịt rời. Để trả ơn cho tụi mũ rơm, hắn đã góp vui bằng năng lực trái mane mane của mình. Chỉ cần chạm tay phải vào mặt bất cứ ai là có thể biến hình thành kẻ đó. Còn khi chạm tay phải lên mặt mình thì sẽ về nguyên trạng, mà không chỉ có mỗi khuôn mặt đâu, cả cơ thể cũng được sao chép y như bản gốc. Chuẩn ra sao thì nhìn màn reaction này là rõ. Đến Nhóc Tuần Lộc còn thích nữa, là đám trẻ con trên tàu này mê mấy trò biến hình lắm. Chẳng mấy chốc mà gã vịt kia đã làm thân với chúng. Đang vui thì đứt dây đàn, con tàu của Khứa kia đã đến đón. Nhìn người bạn mới rời đi, đám Luffy tiếc lắm, nhưng thôi không sao, huynh đệ với nhau, trân trọng từng phút giây gần gũi là mừng. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Vừa mới bùi ngùi chia tay, ngay lập tức cả bọn đã tá hỏa. Thật không thể tin được Khứa kia chính là nàng nhị của Baroque Walk. Tuy chưa được gặp mặt nhưng Vivi nghe đồn rằng số 2 là một diễn viên múa với thân hình to con nhưng tông giọng lại nữ tính. Hắn có phong cách độc dị với cái áo khoác thiên nga in dòng chữ Slay Chúa ở sau lưng. Trừ một điểm nhận dạng, điều đáng lo hơn cả là trong bộ nhớ của hắn có avatar của vua Cobra aka cha Vivi. Một khi nàng nhị lợi dụng nó mà làm điều bẩn thỉu thì nhà vua có tắm cả đời cũng không hết tội. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, việc gặp sớm nàng nhị sẽ giúp cả băng tìm được cách đối phó với năng lực của hắn. Cuộc họp đang căng thì bị phá đám. Đối tượng ném đá hội nghị là một con hải miêu. Vừa thấy nó, đám mũ rơm đứa nào đứa nấy đều hao háo. Nếu không phải vì Vivi ngăn cản thì chắc quả này linh vật của Alabasta có khi nằm trên đĩa. Sự xuất hiện của mèo biển là báo hiệu rằng băng mũ rơm đã rất gần Alabasta, cũng là báo hiệu nhưng là báo nguy. Đó là sự xuất hiện của những con thuyền cỡ đại mang trên mình logo của Baroque Book. Theo phân tích của Zoro, đám này lìu tìu không quan trọng. Cái mà họ cần để ý nhất là đánh bại kẻ cầm đầu. Mà sát sườn hơn nữa là mua thêm lương thực, chứ không thì Lù mất vũ khí tông lao mất. Để giải quyết tình hình, họ quyết định ghé qua thành phố cảng Nanohana, một nơi thương mại sầm uất bậc nhất ở xứ Cát. Ngay khi Going Merry mới cập bến, Nami đề nghị mọi người từ giờ phải biết tự chủ. Có người ok ít, có người ok nhiều. Riêng thằng thuyền trưởng thì từ đéo. Ma nhiều khi bất mãn mà không muốn nói, nhưng thôi không sao, Zoro tìm mới khó, chứ cỡ Luffy thì cứ đến nơi ồn ào nhất là thấy ngay. Giữa lúc đó, Karu phát hiện ra tàu của Thầy Ba, tình hình căng ở đây. Nếu tên đó đã báo cáo tình hình cho Crocodile thì mặt mũi cả bọn chắc phủ đầy cột điện mất. Khi ấy việc đi lại sẽ khó phết, nhưng không sao, việc gì khó cứ để Usopp lo. Tuy hơi dễ bị chú ý tí nhưng được cái không bị nhận diện, nhờ thế mà cả bọn đã vào phố thành công. Có điều họ không biết rằng mối lo không chỉ từ Baroque Walk mà còn đến từ phe hải quân. Với sự xuất hiện của Củ Hạ, ý là thợ săn Smoker, ngay sau khi để băng mũ rơm thoát được tại Locktown, anh Khói đã lập tức kéo theo tùy tùng đi truy đuổi. Số phận sắp đặt cho Smoker bắt được tên thập nhất của Baroque Walk, đồng thời nghe được một vài từ khóa về băng mũ rơm và Mr. Zero, qua đó tìm được manh mối đến đây điều tra. Ở một diễn biến khác tại một quán cơm bụi, một hiện tượng lạ trước nay chưa từng thấy đã xảy ra. Một thanh niên đột ngột lăn ra hẹo ngay trong lúc ăn. Tuy nhiên đó là tin không chuẩn. Khứa này đang ăn thì lên cơn buồn ngủ nên gục xuống làm hơi lấy sức ăn tiếp. Chứ có gì đâu mà xoắn hết cả lên. Trần đời chưa thấy ông cháu nào ngủ quên trong lúc ăn bao giờ.
Đấy, lại nữa, đừng thấy thanh niên này hề mà nghĩ là hài. Theo những gì Smoker chia sẻ, hắn là đội trưởng đội 2, băng hải tặc dâu trắng, Podcast D Ace. Một nhân vật số má thế này xuất hiện ở đây quả là bất thường. Nếu đã tò mò thì Ace đáp nhanh chó gọn, mục đích của anh ta đến đây là vì em trai. Với cái mục đích đấy thì Smoker dĩ nhiên đéo tin. Hai bên cứ qua lại đấu võ mồm với nhau cho đến khi chuẩn bị bem thì gặp tai nạn bất ngờ. Bởi thân đăng mà ai cũng biết, một cục sạn to đùng ở đây là Luffy, chưa có Haki, nhưng đã có thể xô cho hai người mang cơ thể phi vật lý bay xuyên mấy ngôi nhà, cộng một búp bẩn lộ liễu. Sau khi bị tấn công bất ngờ, Ace tính làm cho ra ngô ra khoai với tên đánh lén, nhưng chưa kịp làm gì thì Smoker đã chặn cậu lại để giành quyền xử lý thằng nhõi láo lếu. Hải quân đã chảy ngành ra trước mắt, nhưng bộ nhai của Lù vẫn vận động hết công suất, cho đến khi bộ nhớ lần ra được in tư của đối phương thì cơ quan vận động mới bắt đầu vận hành, mà ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Với sức mạnh của mình thì Lù biết bản thân không có cửa với Smoker, nên thôi tránh kẻ mạnh trắng xấu mặt nào. 36 kế cứ chuồn mà triển. Trong khi thuyền trưởng bị dí thì phía các thuyền viên lại khá thảnh thơi. Tôi phải khẳng định rằng Sanji là một chàng trai có gu, chọn quần áo cho chị em với quá nhiều vitamin A, nét nào nó ra nét đấy thế cơ mà. Nhưng nghiệm này chỉ đúng với phụ nữ, chứ đám con trai thì như bọn cướp cỏ. Có thể mọi người chưa biết, sạn còn là một bậc thầy múa game, và con hàng mà anh lông mày xoăn lựa chọn là Honkai Star Rail, một tựa game nhập vai chiến thuật khám phá vũ trụ kỳ ảo với đa nền tảng full tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Có họ hàng xa của Genshin Impact nổi tiếng với đồ họa đẹp, cốt truyện hay, gameplay đỉnh, 10 điểm uy tín khi game đã giành được hàng loạt giải thưởng danh giá, nối tiếp câu chuyện của bản 2.1. Trong bản cập nhật 2.2, tỉnh giấc rồi khóc tiếp, sạn cùng các game thủ sẽ chính thức tìm ra bí ẩn của Pennaconi, đối đầu với những kẻ địch mạnh mẽ và có những trải nghiệm với ba map hoàn toàn mới. Tiếp sau banner của cô nàng ca sĩ xinh đẹp 100 điểm không có nhưng Robin, vào các ngày từ 29 tháng 5 đến 18 tháng 6 sẽ là banner của Boothill, một cảnh binh thiên hà thực sự với kỹ năng sử dụng súng bá cháy. Đây là một nhân vật 5 sao, thuộc tính vật lý và vận mệnh săn bắn. Một khi rút súng ra solo 1-1, Boothill trắng ngán bất cứ bố con thằng nào, nhưng chưa chắc đã giòn nhất đâu, bởi Honkai Star Rail còn nhiều sự kiện cập nhật khác nữa như free nhân vật 5 sao nhà khai phá hòa hợp và thuộc tính số ảo, sự trở lại của cô nàng người tốt Topaz và tiểu tướng quân Phu Xuân, các sự kiện thú vị khác, và đặc biệt là sự kiện đăng nhập 7 ngày nhận ngay 10 vé quay đặc biệt miễn phí. Hãy tải ngay Honkai Star Rail và nhập những gift code sau đây để nhận những phần quà đặc biệt nhé. Vật tư hiện tại đã đầy đủ, giờ chỉ cần Luffy về nữa là cả bọn sẽ đến Yuba, thủ phủ của quân phiến loạn. Ai cần Lù đấy, có Lù đây. Âm thần tìm được về là tốt, nhưng thêm cái tệp hải quân thì xin kiếu. Cả bọn tất tả đồ đạc chạy vội. Lúc này Smoker đã đuổi tới, nếu lỡ để anh khó nhắm trúng thì game coi như xong. Giữa lúc nguy nan thì nhóm main luôn được độ, đến từ sự xuất hiện của Hỏa Quyền, Podcast D Ace, kẻ mang năng lực của trái Mera Mera Nomi, trái ác quỷ giúp người sở hữu sinh ra và điều khiển lửa. Tại sao anh ta lại giúp Luffy và đồng bọn? Đơn giản là vì thân làm anh trai phải bảo vệ cô em chứ. Với tư cách là Oni-chan, Ace bảo tụi Luffy cứ chạy trước, còn mình sẽ ở lại bọc hậu cho. Ngay khi trở về tàu, Luffy đã kể hết ngọn nguồn cho đồng đội biết. Theo những gì khớm mũ rơm Fleck thì Ace cực kỳ mạnh. Từ nhỏ cậu đã không phải là đối thủ của anh. Chưa kể bây giờ Ace còn sở hữu trái ác quỷ nữa thì càng bá. Nhưng giờ thì Lù tự tin là ăn được ông anh rồi. Ngay khi thằng em vừa mở mồm gáy thì ông anh đã cho ngay cái giày vào mồm. Thay cho lời chào, Ace cảm ơn các thành viên vì đã chăm sóc cho thằng em ngáo của mình bấy lâu nay. Sau đó Ace mở lời muốn rủ em trai mình gia nhập băng dâu trắng cùng mình. Theo Wikipedia Pirate thì đây là một hạm đội hải tặc cực kỳ hùng mạnh, dưới sự lãnh đạo của người đàn ông mạnh nhất thế giới, Edward Newgate. Mong muốn của Ace là đưa người đàn ông ấy trở thành tân vua hải tặc. Gặp anh thì vui thôi chứ gia nhập thì chịu. Luffy cũng có ước mơ của riêng mình, nếu sau này có lỡ đối đầu thì cứ thẳng tay mà phang. Cái này cũng nằm trong dự liệu của Ace nên là cũng chả bất ngờ lắm. Trước khi đi, anh đưa cho Lù một tờ giấy bảo giữ gìn cho cẩn thận, đây sẽ là thứ giúp cho họ gặp lại nhau trong tương lai. Mà gặp như nào thì anh em ở đây ai cũng rõ. Đấy là với Luffy, còn với các thành viên khác, Ace xin gửi gắm thằng em ngốc nghếch này cho họ. Dù nó có báo đến đâu thì hãy chăm sóc nó dùm cho anh. Cuộc gặp gỡ đến đây là kết thúc. Thực ra việc gặp Luffy chỉ là tiện. Ace đang trên đường truy đuổi tên dâu đen, kẻ từng trong đội 2 của anh, nhưng đã ra tay sát hại đồng đội. Thân là đội trưởng, anh phải có trách nhiệm bắt hắn trả giá. Trước khi rời đi, Ace đã cho thấy trình thế giới là như nào. Chỉ bằng một đòn hỏa quyền quét sạch một đống thuyền của đám lính lác Baroque Work muốn săn anh. Đây chính là thứ sức mạnh của kẻ mạnh, thứ mà Luffy phải hướng đến. Đó là câu chuyện của tương lai. Hiện tại cả bọn cần đến được Yuba cái đã, để thuyết phục thủ lĩnh phiến quân dừng cuộc chiến này lại. Trong khi đó, tại vị trí của Smoker, bằng óc phán đoán của mình, cộng thêm việc công chúa Vivi đi theo băng mũ rơm mà không có dấu hiệu bắt ép, anh khói khẳng định mục đích của đám danh này là hướng đến Crocodile và đất nước này đang có vấn đề gì đó. Smoker là trung bình hải quân ghét hải tặc, thất vũ hải hay bát vũ hải gì đi chăng nữa thì hải tặc vẫn là hải tặc mà thôi. Về phía phản diện, Crocodile đã bắt đầu kế hoạch của mình bằng việc tập trung những nhân viên cấp cao tại quán cà phê nhền nhện. Những kẻ này đều là những cá nhân dị tính, nhưng xét về thực lực thì chúng đều đáng gờm. Đầu tiên phải kể đến bộ đôi số 1, gã nhất, một sát thủ thuộc hàng top, đồng hành với hắn là mụ hai ngón, một cô ả nhìn cực slay. Nhưng slay nhất phải nói đến nàng nhị, một Okama đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Cặp đôi số 4 gồm bà già Noel và lão tứ sẽ là một ẩn số không thể coi thường. Khi tất cả đã đông đủ, chúng lập tức được đưa đến thành phố Rainbase để nhận chỉ thị.
Bên cạnh những nhân viên cấp cao, quý cô chủ Nhật còn nhận lệnh truyền tin cho đám hàng tỷ tại Nanohana, sẵn sàng cho kế hoạch giành lấy Alabasta. Và kế hoạch đó sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới. Nhưng ngay bây giờ bạn có thể sắm ngay cho mình một chiếc áo của Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, chất vải mát, kiểu dáng hợp thời trang, lại còn hài hước với đủ các meme, hình anime, phim ảnh các kiểu các thứ. Chần chừ gì nữa mà không sắm ngay thôi. Trung Quốc luôn có hàng để cung cấp cho khách hàng, chứ không như mưa ở Alabasta. 3 năm rồi chưa có lấy một giọt. Mọi chuyện bắt đầu vào 2 năm trước tại cảng biển Nanohana. Một xe chở những bao tải chất đầy hàng bị bục giữa đường. Người ta phát hiện ra đây là bột múa, không phải là loại rít một hơi vào là hai đâu, mà là loại bột có thể gọi mưa. Nói là mưa vậy thôi, chứ thực ra nó sẽ kích thích những đám mây chưa đủ ngưng tụ, sản sinh ra mưa. Quá trình này sẽ làm ảnh hưởng tới lượng mưa ở những nơi cuối gió, đúng hơn là mất mưa ở đó. Những kẻ vận chuyển không khảo mà lại tự khai. Người đứng sau sai khiến chúng chính là vua Cobra. Mõm thì sao mà tin cho được. Nhưng thực tế cho thấy mưa chủ yếu lại ở thủ đô, không muốn nghi ngờ cũng khó. Với những toan tính của mình, Crocodile đã thành công kích động lòng dân. Và hậu quả là Alabasta đang phải đối diện với một cuộc nội chiến đẫm máu. Nếu Vivi không nhanh chóng ngăn lại thì mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Dĩ nhiên cô sẽ không cô độc trong hành trình đó, bởi Luffy và đồng đội sẽ dốc hết sức cùng cô. Gọi hành trình của cả bọn đến Yuba là một bộ content đa thể loại, bởi nó hội tụ đủ các yếu tố như hành động võ thuật, hế hước, ẩm thực sa mạc, múc bang nước, thử thách sinh tồn, tình cảm lãng mạn, chơi ngu và cái kết vẫn là chơi ngu và cái kết kinh dị. Trong chuyến đi này, đám mũ rơm có thêm một thành viên mới là con lạc đà. Với tính nết trung bình đàn ông thẳng, chỉ cho con gái cưỡi, nó được Nami đặt cho cái tên là Lông Mi. Đúng hơn phải gọi là lạc trụy mới đúng. Sau một thời gian vất vả thì cuối cùng cả đám cũng đến nơi. Trái ngược với những gì được Vivi mô tả là một Đà Nẵng trên sa mạc, trước mắt cả bọn chỉ là một thành phố điêu tàn bởi bão cát. Rõ ràng một nơi như thế này không hề phù hợp cho việc đóng quân. Điều đó đã được ông bác này xác nhận. Thấy lữ khách đến, ông bác đon đả mời chào. Cho đến khi nghe đến quân cách mạng thì thay đổi thái độ ngay. Do nơi đây liên tục bị bão cát quét qua, làm ảnh hưởng đến việc giao thương, từ đó khiến quân phản loạn không thể tranh đấu, nên chúng đã chuyển địa bàn đến Katoria. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Katoria lại ngay kế bên Nanohana. Tức là cả bọn đã đi một hành trình dài trong vô ích. Đời đúng đời, cay thật chứ. Ông bác này cũng chẳng xa lạ gì với Vivi. Quay về Alubana của 11 năm trước, tồn tại một băng nhóm khét tiếng tên Cát Cát, thủ lĩnh của băng là Koza, con trai của bác Toto. Chiến tích của ông cháu này cũng ghê gớm. Trước nhà vua thì bắt ông phải tạo mưa cứu dân, xong còn chỉ trích vua là không hiểu ý dân. Sau là oánh công chúa te tua tủa. Tội trước thì có thể tha vì vua Cobra nhân từ, chứ tội sau xứng đáng nhận án chữ. Thủ lĩnh đã số má thế rồi, cấp phó cũng ở loại ghê. Vâng, đây chính là nhân vật đó, Vivi. Cứ tưởng đẻ con gái cho nó hiền dịu nết na, ai ngờ nó cũng oánh nhau, cũng báo đời như con trai. Nhưng mà vua Cobra thấy thế mà mừng, bởi Vivi đã có bạn. Đó sẽ là bước tiến trong hành trình trị quốc sau này của cô bé. Mọi thứ bình thường cho đến khi biến tới, Vivi bị một nhóm du thủ du thực nhắm tới. Băng Cát Cát đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ phó thủ lĩnh. Riêng cô ra đã nhận một chém ngang mắt, nhưng đó đã hề gì, kể cả hy sinh cả tính mạng cũng chẳng nể nang. Cũng may là đức vua cùng Igaram đến kịp nên tình huống xấu đã không xảy ra. Tuy cô ra chỉ bị sẹo thôi nhưng Vivi vẫn cứ nước mắt ngắn dài, bởi cậu đã nói sẽ lấy mạng mình để bảo vệ cho cô. Điều đó làm cô bé sợ, sợ mất bạn. Well, nàng thơ của tôi từ bé đã quá tuyệt vời, xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Một thời gian sau, cô ra tạm biệt Vivi để lên đường theo gia đình đến Yuba, từ đó xây dựng một trạm chuyển tiếp ở miền Tây, giúp việc giao thương được thông suốt. Đó sẽ là một viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà những cư dân ở Alabasta mong muốn. Thời gian trôi qua, bác Toto mũ mĩm ngày nào giờ đã trở thành một ông bác hom hem. Trải qua 3 năm hạn nặng, bác Toto vẫn một lòng tin tưởng nhà vua. Ông đã nhiều lần khuyên ngăn lũ ngốc phản loạn hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại, nhưng chúng đã không nghe. Giờ đây khi đã bị đẩy vào đường cùng, phiến quân sẽ dồn sức đánh một trận quyết tử. Bác Toto cầu xin Vivi hãy ngăn đám nhóc kia lại trước khi mọi sự tồi tệ hết cứu vãn. Không cần bác phải lên tiếng, Vivi nhất định sẽ thực hiện điều đó. Trong khi đám đồng đội đang ồn ào cãi cọ, ném gối tùm lum, thì Luffy đã được ông bác thuyết phục bởi một ý chí quyết tâm tìm được nguồn nước cứu Yuba. Ngay lập tức mũ rơm sắn tay vào đào phụ. Khổ nỗi ông thần này cầm mệnh con báo, đào đến đâu là lấp hố của bác Toto đến đó. Nhắc cho còn cãi vô tri, đúng rồi, đến chịu. Đào được một lúc thì lại lăn ra ngủ, khiến ông bác già phải đưa về phòng. Ở một diễn biến khác, những nhân viên cấp cao của Baroque Quốc đã đến nơi. Do cơ chế che giấu danh tính người đứng đầu, nên khi biết kẻ mà mình vẫn làm việc cho là một thất vũ hải, thì tất cả đều ngơ ngác, ngỡ ngàng. Chúng không hiểu một nhân vật cỡ Crocodile tại sao lại phải thành lập một công ty như thế này làm gì. Dĩ nhiên không phải cho vui rồi. Từng nhiệm vụ mà các nhân viên cấp cao đảm nhiệm bấy lâu nay đều phục vụ cho chiến dịch cuối cùng mang tên Utopia, với mục tiêu đầu tiên thâu tóm Alabasta, từ đó tìm cho ra một thứ đang ẩn mình tại đây. Một khi chuyện lớn hoàn thành, chúng sẽ mở ra một quốc gia lý tưởng hoàn toàn mới, với nòng cốt là những kẻ đang ở đây. Giữa lúc cuộc họp diễn ra, thầy Ba xuất hiện đề nghị hoãn chiến dịch Utopia lại, thay vào đó là phải ưu tiên tiêu diệt đám mũ rơm trước đã. Sau khi nghe hết những gì thầy Ba trình bày, Crocodile mới nhận ra mình đã bị bịp. Mà không chỉ mình hắn, nàng nhị cũng ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhận ra đám huynh đệ xã hội mình từng gặp.
lại là kẻ địch trong nhiệm vụ lần này. Tổng hợp tất cả nguồn tin lại, Crocodile đã có đối sách giải quyết tình hình. Còn riêng thầy ba, vì chiến công để sổng Luffy và đồng bọn, hắn đã được hưởng cảm giác của đám ba que, đồng thời nhận một vé tham quan chuồng cá sấu chuối để phù hợp với tình hình thực tế. Crocodile yêu cầu tất cả ưu tiên xử lý Vivi. Nếu để cô ả gặp được thống lĩnh phiến quân thì phiền đấy, bởi cái đó chính là cô ra. Mà tốt hơn hết là xử lý triệt để cả đám mũ rơm để phòng trừ hậu họa sau này. Trở lại với Luffy và đồng đội, sau khi tạm biệt bác Toto, cả bọn lên đường đến Katoria, nhưng đi chẳng được bao lâu thì Lù dở trứng. Ông nhỏ tuyên bố dừng cuộc chơi tại đây vì chán. Cái thằng danh co này, việc đang gấp cứ gây chuyện đấy nhở. Nhưng Luffy có lý do của riêng mình. Việc tất cả rồng rắn nhau đến Katoria chắc chắn là vô ích, bởi đời nào một đội quân điên cuồng lại chịu nghe một nhóm hải tặc. Vivi rõ ràng đang không muốn ai phải nằm xuống. Nghe thì rất cao cả nhưng lại cực kỳ ngây thơ. Một cuộc chiến mà triệu người la vào nhau, một cuộc chiến và tận thất vũ hải, mà nói chẳng ai hy sinh thì quả là mơ ngủ. Mong muốn ngăn cuộc chiến đẫm máu của Vivi là đứng đắn, nhưng canh bạc này chắc chắn phải hy sinh. Thay vì chỉ biết đặt cược mỗi tính mạng mình, Vivi có thể chơi lớn bằng mạng của cả những người bạn này nữa. Bình thường thấy đần đần vậy thôi chứ lúc dùng não thì Lù cũng rất ra gì vào lầy lọ đấy chứ. Vivi thì xúc động không nói nên lời. Đúng ra băng hải tặc này chỉ là những shipper đưa cô về nước là xong, vậy mà cuối cùng lại giao phó tính mạng cho cô. Thôi xúc động xúc tĩnh gì để sau. Việc cần làm bây giờ là đưa cho Lù địa chỉ của Crocodile, đích thân cậu sẽ đá tung đít hắn. Muốn biết Lù có làm được hay là không thì đợi hồi sau sẽ rõ. Còn hồi này ta hãy ghé chỗ của phiến quân tại Katoria, nơi mà cô ra đang dạy dỗ cô nhóc này, gọi là Tèo đi. Tèo muốn gia nhập phiến quân để trả thù lão quốc vương sau những gì đã gây ra với nhân dân. Để tăng cơ hội cho mình, cô cậu khẳng định mình chẳng sợ gì hết. Tưởng thế là sẽ khiến cô ra xem xét, nhưng không, vì phiến quân ai cũng sợ và không muốn chiến đấu. Nguyên nhân khiến họ phải vùng lên là bởi ý chí của đất nước này. Khi không cùng tư tưởng thì tốt nhất đừng chung đường, tốt nhất là Tèo nên cúc. Thái độ cục xúc của cô ra dành cho cô nhóc xuất phát từ cảm giác thấy mình trong Tèo của anh. Mà thôi, cái đấy cũng không quan trọng. Thời khắc cuộc chiến tổng lực sắp đến, một khi vũ khí đủ thì phiến quân sẽ tiến đến thủ đô, kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi. Trong khi đó tại hoàng cung, hai võ tướng của quân đội hoàng gia Chaka và Pel đang đề xuất với vua Cobra về kế hoạch ngăn chặn phiến quân, nhưng đức vua không cho phép. Ông muốn điều tra ra kẻ giật dây phía sau chứ không phải ra tay với con dân của mình. Tuy cảm phục trước sự yêu dân của ngài, nhưng Pel và Chaka vẫn cứ thấy không yên. Trước bối cảnh phiến quân đang càng lúc càng mạnh, nếu có Igaram thì tình hình có lẽ đã đỡ hơn. Trong lúc hai người đang bàn luận thì nhận được tin Karu đã trở về. Trước đó khi chuẩn bị hành trình đến Yuba, Vivi đã cho quạc quạc đưa thư về triều đình để báo cáo tình hình, từ âm mưu hủy diệt Alabasta của Crocodile cho đến sự hy sinh của Igaram và cả chuyện của băng mũ rơm. Mọi thứ giờ đã được sáng tỏ. Vua Cobra đã quá thiếu đề phòng trước Crocodile, giờ là lúc ông phải sửa sai. Ngài lệnh cho Pel và Chaka huy động binh sĩ sẵn sàng tổng tấn công vào Rain Base. Tuy nhiên nếu dốc quân ngay lúc này sẽ tạo cơ hội cho phiến quân đánh úp. Cái đấy với vua Cobra không quan trọng, quan trọng là important và người dân, thế thôi. Phiến quân chiếm được hoàng cung cũng chẳng sao, cuộc chiến với thất vũ hải chắc chắn sẽ rất căng. Nhưng thà hy sinh tất cả chứ không để mất nước vào tay tên khốn Crocodile. Trước khi lực lượng quân đội đến nơi thì đám mũ rơm đã đến trước. Sau một hành trình dài thiếu nước, ưu tiên hàng đầu của cả bọn là phải mua nước. Cái này thì chuẩn, chỉ sai là hai khứa đi là Luffy và Usopp mà thôi. Bằng một phép màu nào đó, hai chân bé đù đi mua nước ở đúng chỗ Smoker và Tashigi đang dùng bữa. Oan gia đúng ngõ hẹp. Thêm lần nữa thằng thuyền trưởng lại kéo hải quân về, chắc đám này phải gây tội ác tày đình lắm, nên kiếp này phải trả nghiệp theo thằng lù đần này. Lần một lần hai thì thôi còn dí xóa bỏ qua, chứ đến lần ba thì đúng chỉ biết than trời trách đất. Cả bọn đã thành công cắt được đuôi hải quân, chỉ còn mỗi Smoker đuổi theo. Chỉ bằng cái mưu dành cho trẻ con của mình, cá sấu đã thành công thâu tóm được cả đám. Để cho cẩn thận, cá sấu đã nhốt cả bọn vào một cái lồng được làm từ một loại khoáng vật được thêm vào ở phần đầu của vũ khí của Smoker, có khả năng làm suy yếu người mang năng lực trái ác quỷ như khi họ bị rơi xuống biển. Nó được gọi là hải lâu thạch. Giữa lúc Zoro định bem với Smoker để cứu Lù thì Crocodile xuất hiện khuyên cả bọn bình tĩnh. Gớm kiểu gì mà chả chết, không cần phải vội, chỉ cần vị khách VIP của ngày hôm nay đến thì cả bọn sẽ được đưa sang thế giới bên kia. Ở một diễn biến khác, Vivi lúc này đang bị đám hàng tỷ bao vây. Ngay khi chúng định tóm cổ cô thì Pel, kẻ mang năng lực trái Toritori no Mi Model Falcon, xuất hiện với hình dạng của một con chim ưng, đã kịp thời giải thoát công chúa khỏi vòng vây quân địch. Những kẻ tôm tép thì anh lo tốt, chứ trước quý cô chủ nhật thì bó cánh theo đúng nghĩa đen. Với năng lực trái Hana Hana no Mi, cô ả chẳng tốn mấy sức mà hạ Pel sau đúng một đòn, đồng thời bắt được Vivi, vị khách VIP mà Crocodile đã nhắc tới. Vừa thấy tên khốn khiến đất nước mình lầm than, Vivi lập tức lao đến xin ngay cái thủ, nhưng vô ích thôi. Crocodile sở hữu trái Suna Suna no Mi, một trái Logia cho phép chủ sở hữu biến cơ thể mình thành cát theo ý muốn. Như đã nói từ trước khi khách VIP đã đến, thì cũng là lúc bữa tiệc kết thúc của Vương quốc Cát bắt đầu. Chỉ một lúc nữa thôi chiến dịch Utopia sẽ tiến hành, và khi nó kết thúc, toàn bộ Alabasta sẽ biến khỏi bề mặt trái đất, không một kẻ nào sống sót. Tạm rời xa Rain Base, ta hãy đến với Nano Hana, nơi mà vua Cobra và quân lính bất ngờ xuất hiện trước muôn dân thành phố. Ông ta đã thừa nhận bản thân là kẻ trộm mưa và là kẻ đứng sau sự vụ bột múa 2 năm trước, qua đó gửi lời xin lỗi thiếu chân thành tới toàn bộ dân chúng. Do chính phủ thế giới đã cấm loại bột này, nên để đảm bảo bản thân an toàn, vua Cobra sẽ thực hiện kế hoạch bịt miệng bằng cách tiễn vong toàn thành phố về miền cực lạc. Ngay lúc đó Tèo lao ra hành thích vua, nhưng chưa kịp làm gì đã nhận ngang một đạp thẳng vào Avatar.
Cô ra, thủ lĩnh phiến quân cũng xuất hiện. Anh không thể tin được một vị vua anh minh lại làm ra chuyện này. Mặc dù chính miệng Cobra thừa nhận lỗi lầm, nhưng cô ra một mực khước từ. Thà rằng nói mình vô tội chứ sao lại phản bội lòng dân như vậy. Tiếng súng vang lên như tiếng báo hiệu, bắt đầu cuộc thanh trừng trên toàn thành phố. Để gia tăng thêm hương vị cho cuộc chiến, một con tàu khổng lồ đã ập xuống Nanohana, tình hình như ong vỡ tổ. Tiếng ai oán tên hôn quân liên tục được thốt ra. Cả một thành phố sầm uất là thế giờ đã chìm trong biển lửa, như được ông trời sắp đặt. Bên trong con tàu chất đầy vũ khí, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đã có đủ. Đây chính là thời cơ cho cuộc tổng tiến công thẳng vào Alubana. Có thể các bạn nghi ngờ chắc ông vua này do nàng nhị biến hình, nhưng thực tế trong hoàng cung Cobra cũng biến mất. Dù cho Chaka có muốn tin vua cũng khó, thời gian quá trùng hợp, tình hình đất nước đang căng thẳng, nhân dân tứ phía đang hăm hở tiến về thủ đô. Cần nhất bây giờ là một sự chỉ đạo đứng đắn. Đức vua biến mất mà Pell cũng chẳng thấy đâu. Toàn bộ trọng trách dồn hết lên vai Chaka. Sau cùng anh đã quyết định hoàn thành trọng trách của mình. Toàn bộ quân đội hoàng gia sẽ quyết chiến với phiến quân để bảo vệ đất nước và niềm tin của chính mình. Ai ai cũng nghĩ rằng mình đang đấu tranh cho quốc gia, nhưng thực chất họ là những con bò đang bị thao túng. Còn kẻ đi chăn đang hả hê trước diễn biến đó xảy ra. Còn những người biết thì bất lực trong cơn tức giận tột độ. Luffy máu điên đã lấn át máu não, bất chấp việc hơi tí là xìu. Cậu tuyên bố sẽ bẻ từng cái răng một của con cá sấu cát chết tiệt kia. Nếu Lù hận 1 thì Vivi hận 10. Cô phải ngăn cuộc chiến này lại bằng bất cứ giá nào. Cái này thì Crocodile không cản, thậm chí sẵn sàng cho Vivi đi nhờ xe. Nhưng hắn lại nhét cô vào tình thế phải lựa chọn giữa quốc gia, người dân với anh em bạn bè, bằng cách thả chìa khóa lồng xuống chuồng của đàn cá sấu chuối. Đã thế một con còn mất nết nuốt mất, rồi chim cút luôn. Không dừng lại ở đó, Crocodile còn cài chế độ tự hủy cho căn phòng. Chỉ 1 giờ đồng hồ nữa thôi là nơi này sẽ ngập ngụa trong nước. Mà thời gian có hạn, nếu Vivi không khẩn trương, sẽ không ngăn được cuộc chiến đẫm huyết kia được đâu. À mà tiện đây, Crocodile bơm vào lửa hận thù của đám Luffy thêm tí xăng nữa khi tiết lộ bí ẩn xoay quanh. Hiện tiện bão cát liên tục ập vào Yuba. Đoán xem ai đã đứng sau chuyện này nào. Ngay khi tên cá sấu rời đi, nước bắt đầu tràn vào. Trước tình hình đó, Luffy bảo Vivi mau cứu cả đám ra. Không phải vì cậu ham sống sợ chết, mà nếu không phải cậu thì chẳng ai đánh bại được tên khốn đó cả. Thề là tôi hết từ để tả sự đều của Crocodile luôn. Hắn bonus thêm một con cá sấu chuối chiến với Vivi, cho tình hình nó căng thẳng. Mà không chỉ một con đâu, cả bầy đang xếp hàng chờ đến lượt. Nếu muốn biết bọn này nguy hiểm cỡ nào thì hãy nhìn cái cách bọn nó cạp rễ cái cầu thang đá này. Kèo này Vivi chưa đánh đã biết thua rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn những hy vọng từ chàng hoàng tử Sanji. Về cơ bản thì ta có thể hiểu chiêu mà chàng đầu bếp như sau. Đầu tiên là khích tướng để kéo Crocodile ra ngoài, rồi đến điệu hổ ly sơn, dùng con mồi dẫn dụ để dẫn hắn rời khỏi. Cuối cùng là du long chuyển phượng qua việc sử dụng dạng biến hình của Chopper. Khi liên hoàn kế đã thành thì giờ là lúc cứu người. Trong khi đó, đám Luffy cũng không chịu ngồi yên. Để đợi nước tràn bờ đê, Nami dùng võ mồm dụ đám quái vật táp cái lồng để thoát thân. Quả nhiên là đã gãy, nhưng là gãy răng con cá sấu. Má, cái lồng cứng vật vã. Trong khi cả bọn đang cuống cuồng thì Smoker có vẻ điềm tĩnh. Ông ta muốn hỏi xem đám Luffy biết gì về tổ chức của Crocodile, đặc biệt là quý cô chủ nhật, kẻ đã truy nã trong 20 năm. Một khi hai kẻ này thông đồng thì vấn đề không còn nằm trong Alabasta nữa, mà nó đã lan rộng đến toàn thế giới. Tầm này thế giới hay thế này thế nọ, Lũ cũng méo quan tâm. Cậu chỉ muốn đá tung đít tên Crocodile kia mà thôi. Khẩu khí thì có đây, nhưng làm thế nào thì chưa nghĩ ra. Nhưng mà người nghĩ ra thì đã đến. Với màn mở bát một cước thần sầu đá văng con cá sấu, thề luôn là Sanji ngầu vãi. Cho đến khi anh tấu hài, trước mắt phải kiếm chìa khóa ngay cái đã. Nhưng giữa cả đống thế này biết con nào. Hên là Smoker đã để ý con nghiệt xúc đó. Dựa trên tiếng gầm gừ của nó, khi Sanji ra chân với con đó thì bay ra là một quả cầu nở ra thấy ba. Ngay khi bị nuốt, hắn đã dùng năng lực tạo một quả banh sáp, qua đó thoát được một mạng. Chìa khóa thì đã rơi ra, có điều Crocodile đã liệu trước một bước. Hắn vẫn giữ chìa khóa chuẩn, quả là một gã xảo trá ba quay đều. Nhưng sự xuất hiện của thầy ba là điều hắn không lường trước được. Sau khi được Sanji tương tác, hắn đã phải dùng năng lực tạo chìa khóa mở lồng cho cả bọn. Này thì đã xấu còn bẩn nết này. Trong lúc Vivi còn đang phờ lo về chuyện cửa đầy cá sấu thì Lù và Rổ đã mở lối xong. Dầm ba con cá chuối ung tuồn lùi. Tuy nhiên cả bọn chưa kịp thoát ra thì nước đã ảo xuống. Cũng may là hầu hết thành viên trong băng đều cỡ ánh viên, nên cả bọn đã thoát nạn. Thậm chí còn kèm thêm tệp Smoker. Tuy chẳng ưa gì gã khói đấy cả, nhưng đây là lệnh của thuyền trưởng nên Zoro mới ra tay mà thôi. Tuy thân là hải quân phải bắt hải tặc, nhưng Smoker vẫn là kẻ biết điều, nên đã quyết định nhắm mắt cho đám Luffy lần này, với lời hẹn sau này mà gặp là sẽ bắt sống. Tuy đã không bị hải quân truy đuổi nữa, nhưng nếu hai cẳng thế này thì biết bao giờ mới tới nơi. Cái đó thì để cho Pearl lo. Dựa vào mùi nước hoa nồng nặc của Nami, nhóc tuần lộc đã mang đến một con cua siêu to khổng lồ. Con này là bạn đồng dâm với Long Mi. Khi nghe có hai mỹ nữ cần giúp là xông xáo nhận lời ngay. Cứ tưởng đã xuất hành thành công thì Vivi đã bị Crocodile kéo lại. Luffy không cho hắn bắt được Vivi nên đã lấy thân mình thế vào, rồi truyền lệnh cho đồng đội cứ đi trước, nhất định phải hộ tống Vivi an toàn tới nơi. Chỉ thị của thuyền trưởng ban xuống, dù không muốn cũng phải tuân theo. Cả bọn rời đi trước, họ tin rằng Luffy sẽ đánh bại được Crocodile. Ưu tiên nhất lúc này là phải về thủ đô để ngăn cuộc chiến này lại. Nếu không làm được chuyện đó, băng mũ rơm coi như thất bại. Nhất định Luffy sẽ đuổi kịp mọi người thôi. Để làm được chuyện đó, Lù cần hạ gục kẻ đối diện trước đã. Thuyền trưởng băng mũ rơm versus chủ tịch Baroque.
ai sẽ là người chiến thắng? Liệu Vivi có kịp ngăn cản đại thảm kịch quốc gia này hay không? Cái này thì ai cũng biết. Nhưng nếu anh em thích nghe tôi recap thì hẹn anh em vào phần 2. Trước khi tạm biệt nhau thì mời anh chị em tham gia tổ đội phim này hay phết, nơi cung cấp những meme, những fact cánh cụt, thông tin phim ảnh và vân vân những gì mà các bạn cần liên quan đến môn nghệ thuật thứ 7. Tham gia luôn cho sôi động nhé. Còn bây giờ thì tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.